Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy là con có câu hỏi. Thì là trong cuộc cách mạng 4.0 thì có một cái vấn đề nó nổi lên, vấn đề là về văn ngoại á, đó là về trí tuệ nhân tạo thầy. Vì nó có khả năng thay thế con người trong tương lai á, không biết là Phật giáo mình có cái góc nhìn về vấn đề này như thế nào, đặc biệt là vấn đề về đạo đức á thầy. Tiếng Anh gọi đó là artificial intelligence. Và đó là phát minh rất hiện đại của các khoa học gia trong vòng 10 năm trở lại đây. 10 năm trở về trước đó, thì chúng ta chỉ cảm nhận đó qua các bộ phim khoa học giả tưởng của Hollywood, Hoa Kỳ. Bây giờ đã dần dà trở thành hiện thực. Nói về cái bản chất của trí tuệ nhân tạo đó, nó đúng ra nó là thông minh nhân tạo. Còn trí tuệ thì theo Phật giáo đó là kết quả của là lắng nghe Phật Pháp, nghiền ngẫm Phật Pháp, thực hành Phật Pháp. Thì cái thông minh nhân tạo đó nó có hai phương diện tiêu cực và phương diện tích cực. Phương diện tích cực là nó giúp cho chúng ta lấp được những cái khoảng trống mà con người không thể làm chính xác được, tỉ mỉ được. Tôi nói ví dụ như trong những tháng cuối năm 2017 đó, thì khắp thế giới là rộ lên những con robot phục vụ. Tại Việt Nam đó thì anh Nguyễn Bá Hải, người có chia sẻ trong chương trình Gương Sáng Tại Chùa Giác Ngộ đó, cũng là một trong những nhà sáng chế về robot đầu tiên có tại Việt Nam. Thì cách đây 10 hôm đó, anh ấy đã xuất xưởng những con robot đầu tiên để phục vụ bán cà phê, để phục vụ đá banh U23. Thì các robot đó theo đơn đặt hàng muốn làm cô robot duyên dáng mặc áo dài thì anh ấy sẽ sản xuất cô robot. Nếu khách hàng muốn là chàng robot hay là ông già robot, bà già robot thì anh ấy sẽ làm đúng theo. Rồi trong cái bộ nhớ đó thì nó cho chúng ta rất nhiều cái câu trả lời đã được là thiết lập. Và sắp tới chùa Giác Ngộ là chùa đầu tiên sẽ sử dụng robot. Vì là chùa Tăng cho nên robot tại chùa Giác Ngộ là robot nam mặc áo dài của chùa Giác Ngộ. Và sẽ có mặt ở tại chánh điện và có mặt ở dưới tầng trệt. Cho nên các Phật tử lần đầu tiên đến chùa muốn tìm hiểu, ví dụ như hỏi khóa tu tuổi trẻ chùa Giác Ngộ diễn ra lúc nào, thì robot sẽ trả lời 2 tuần một lần vào buổi chiều. Mời các bạn đăng ký online tại cái đường link đó, hay là vào đăng ký trực tiếp ở văn phòng. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn có khóa tu an lành. Thì tương tự các hoạt động Phật sự của chùa Giác Ngộ, từ việc tổ chức lễ cưới tại chùa, cầu an cầu siêu, rồi các khóa tu an lạc, các khóa tu thiền, khóa tu tuổi trẻ, khóa tu búp sen từ bi, lớp giáo lý bát chánh đạo căn bản, bát chánh đạo nâng cao, lớp tiếng Hoa miễn phí, lớp tiếng Anh miễn phí, rồi lịch sử chùa, rồi chủ trì, rồi các thành viên tăng đoàn và các hoạt động của quỹ đạo Phật ngày nay. Tức là những gì mà quần chúng cần hỏi biết về chùa Giác Ngộ, chú robot này sẽ thay thế trả lời và hướng dẫn. Cái đó là cái ứng dụng tích cực của thông minh nhân tạo. Mặt trái của công nghệ này đó là làm cho con người đó mất việc làm. Vì cái độ chính xác của robot nó rất là cao. Trải qua cái sự cải tiến trong 2 thập niên qua đó, thì bây giờ robot biết nhảy đầm nè, robot là có cảm xúc nè, robot có thể tâm sự về khuya với những người cô đơn nè, rồi robot có thể trở thành là người ngủ trên giường
với những người muốn có chồng mà không có, muốn có vợ mà không có. Đủ kiểu hết. Thì cái đó là dẫn đến tác hại thật, là bởi vì người ta sẽ sống với thế giới ảo thôi. Vì các cô robot đó sẽ được thiết lập gọi là chiều tế bến cho những người gọi là thiếu cảm xúc, cô đơn, tuyệt vọng. Và cuối cùng những người đó lại dễ bị trầm cảm với thế giới thật hơn. Họ đang sống với thế giới ảo và chìm trong thế giới ảo. Tôi dự đoán rằng là trong một thời gian ngắn thôi, 1-2 năm thôi, sẽ có những cô robot tình dục, những chú robot tình dục. Không biết có chưa? À có rồi hả? Vậy mới bị cập như còn hơn tôi nữa. Thì đó là mặt trái của thông minh nhân tạo về phương diện robot thôi. Tức là thế giới thông minh nhân tạo nó làm cho con người xa với cái cuộc sống thật và chìm vào cái thế giới ảo thôi. Và đăng ký con người vượt trội hơn loài động vật là vì con người có ý thức, có sinh hoạt cộng đồng, có tương tác xã hội, để làm lớn tâm từ bi, lòng nhân ái, thái độ vô ngã, tâm vị tha, rồi ứng dụng sự tử tế. Còn robot không thể làm được việc đó. Các cái phim giả định khoa học đó, tức là robot cưới con người thật, sắp tới có thể là nó cũng có chuyện dị hợm như thế nữa. Thì nhiều quốc gia luật pháp rất là dị hợm, cái tự do tuyệt đối đến độ là nó không có lợi ích. Đang khi 7 tỷ 3 người trên quả địa cầu này là tạo ra một quả địa cầu nhân mãn. Người thật không cưới, đi cưới robot làm gì? Rồi tình yêu với người thật không muốn, đi muốn thì tình yêu với robot. Đó là những người thất bại trong tình yêu, rồi là bị ám ảnh trong tình yêu, không còn tin người nào nữa, robot không phản bội mình. Là lúc nào đó tôi đoán là robot sẽ được cấy vào những cái phần mềm, những cái con chip biết ghen nữa. Thì cái đó trở thành rắc rối. Và không khéo khi mà phát triển cảm xúc cho robot, đến lúc nào đó robot sẽ giết người. Phim diễn tưởng đã có rồi, cái gì diễn tưởng trong phim đạt được thì trong hiện thực có thể đạt được, nếu chúng ta không có những cái khung pháp lý để hạn chế cái mặt trái của thông minh nhân tạo. Và mặt trái khác của thông minh nhân tạo là làm cho con người trở nên lười biếng hơn, ít nỗ lực hơn, ít điều chỉnh chính mình hơn, chấp nhận số phận hơn, và thỏa mãn với các công cụ thông minh nhân tạo thay vì phải nỗ lực làm để đạt được. Bây giờ xu thế của toàn cầu hóa, thông minh nhân tạo đã tạo ra rất nhiều các hoạt động lợi ích cho con người, có muốn dừng nó cũng không được vì luật pháp rộng mở về phương diện này. Vấn đề còn lại là gì? Trong thế giới giữa vàng và thau lẫn lộn, từ cái sản xuất và ứng dụng thông minh nhân tạo, người tu học Phật á, thì nên khai thác mặt tích cực của nó. Còn người kém thông minh á, sẽ đắm chìm vào phương diện tiêu cực của thế giới ảo và cuối cùng trở thành nạn nhân. Thì những người như vậy đó sẽ đi từ thất vọng đến tuyệt vọng, thậm chí trầm cảm nặng đến tự tử mà chết. Đừng biến mình trở thành nạn nhân như thế.